Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đại học đã thông báo tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý có những trường thông báo chỉ lấy từ 15 điểm, mở ra cơ hội cho nhiều thí sinh trượt nguyện vọng 1. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu đại học năm 2024 với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có tổng điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Đối với xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương có tổng điểm xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Học viện Hàng không đã thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đại học chính quy năm 2024 áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ như sau. Với phương thức xét học bạ, Học viện Hàng không yêu cầu điểm môn 1, môn 2, môn 3 là điểm trung bình của tổ hợp các môn xét tuyển của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12. Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều phương thức cùng lúc, Học viện Hàng không sẽ xét điểm thi trước, học bạ sau. Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào bất kỳ nguyện vọng nào ở phương thức trước thì sẽ không xét đến các phương thức còn lại. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường và không có bài thi hoặc môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ một điểm trở xuống. Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển dựa trên kết quả hồ sơ năng lực thí sinh, đánh giá hồ sơ và phỏng vấn, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa. Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Thí sinh có thể sử dụng điểm trung bình học tập của học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 nhân 3 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên hoặc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên hoặc dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, năm 2024 mức điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 16 đến 17 điểm. Trường thông báo xét tuyển bổ sung ngành công nghệ giáo dục với 50 chỉ tiêu với điểm xét tuyển là 16. Trường Đại học Văn Hiến. Trường Đại học Văn Hiến dự kiến xét tuyển bổ sung bằng phương thức sử dụng điểm học bạ với điểm trung bình 3 môn tổ hợp đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm trung bình lớp 12 đạt 6 phẩy trở lên, sử dụng điểm thi đánh giá năng lực với điểm xét tuyển từ 6-1-1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh bổ sung, nhận hồ sơ đến ngày 5 tháng 9 năm 2024 theo phương thức xét tuyển, theo kết quả học tập trung học phổ thông, xét theo kết quả thi trung học phổ thông 2024, xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Văn Lang. Trường Đại học Văn Lang xét tuyển bổ sung với cả 3 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ trung học phổ thông và xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mức điểm trúng tuyển đối với các ngành được quy về thang điểm 30 theo công thức môn 1 cộng môn 2 cộng môn chính nhân 2 nhân 3/4 nếu xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mức điểm trúng tuyển đối với các ngành được quy về thang điểm 40 theo công thức môn 1 cộng môn 2 cộng môn chính nhân 2 nếu xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Với các môn năng khiếu, vẽ, âm nhạc, thí sinh sử dụng kết quả thi tại trường Đại học Văn Lang hoặc tại các điểm trường trong quy chế. Các môn năng khiếu sân khấu điện ảnh, thí sinh sử dụng kết quả thi tại trường Đại học Văn Lang hoặc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đối với nhóm ngành sức khỏe, nếu xét kết quả học tập trung học phổ thông, thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định ngành dược học, ngành y khoa, ngành răng hàm mặt,
tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 25 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt giỏi. Ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên. Đối với thí sinh xét kết quả thi đánh giá năng lực, ngoài đáp ứng điều kiện về điểm số theo quy định, nếu xét tuyển vào các ngành thuộc khối sức khỏe hoặc các ngành năng khiếu, thí sinh cần đáp ứng điều kiện cụ thể. Đối với các ngành diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình, đạo diễn điện ảnh, truyền hình, thí sinh đáp ứng điều kiện về năng khiếu. Đối với ngành kiến trúc, thí sinh cần đạt điểm môn vẽ mỹ thuật từ 5 điểm trở lên thang điểm 10. Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung theo phương thức xét tuyển kết quả học bạ trung học phổ thông đến hết ngày 31 tháng 8. Thí sinh có thể xét học bạ theo một trong hai phương thức: xét kết quả học bạ trung học phổ thông học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Xét kết quả học bạ trung học phổ thông lớp 12, điều kiện xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương có điểm học bạ trung học phổ thông của 3 môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung với tất cả 39 trên 39 ngành đào tạo, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp điểm học bạ xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn đã công bố đợt xét tuyển sớm. Hai phương thức xét tuyển gồm xét học bạ và xét theo đề án riêng của trường, mức điểm quy định trong khoảng 720 đến 1.100 tùy ngành. Nhà trường cũng lưu ý thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh. Bộ Giáo dục lưu ý về kết quả trúng tuyển và nhập học thí sinh cần biết. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2024 từ ngày 19 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh phải xác nhận nhập học đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn và quy định của cơ sở đào tạo. Dưới đây là các bước thực hiện. Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống tra cứu, truy cập vào website http://thising.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn. Nhập các thông tin số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút đăng nhập. Bước 2. Vào menu tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu tra cứu. Bước 3. Xem kết quả xét tuyển. Bước 4. Xác nhận nhập học. Đối với nguyện vọng đỗ, thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Về xác nhận nhập học, thí sinh nhấn nút xác nhận nhập học. Bước 5. Nhấn đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học. Bước 6. Kiểm tra lại trạng thái đã nhập học. Trạng thái thông tin của thí sinh đã nhập học nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học. Nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian này được hiểu là từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1. Mọi vướng mắc phải liên hệ đến bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ. Số điện thoại hỗ trợ, mọi thắc mắc, điểm tiếp nhận, thí sinh liên hệ với số điện thoại 1800 8000 nhánh số 2 để được giải đáp.